Hello, Nguyễn Thức hôm nay lại xin chào tất cả các anh chị. Nguyễn Thức sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị những cái túi sách đấy, trông cực kỳ đẹp và chất lượng tuyệt vời luôn. Đấy, Nguyễn Thức dám cam đoan với tất cả các anh chị những sản phẩm này không đẹp, Nguyễn Thức không lấy tiền các anh chị nhá. Thì đầu tiên thì phải mời tất cả các anh chị vào xem video của Nguyễn Thức, nếu thấy đúng chất lượng đẹp thì nhớ đừng quên cho Nguyễn Thức một lời bình luận và một đăng ký kênh. Nếu muốn mua sản phẩm, hãy kết bạn Zalo với Nguyễn Thức, số điện thoại Nguyễn Thức để trên đây này. Đấy. Thì cái sản phẩm này thì đây, thì tôi cho quay qua và giới thiệu cho tất cả. Tôi xin phép để một cái này sang bên cạnh, và đây là cái nhỏ nhất. Đấy, rất là đẹp. Đúng không? Đây. Cái này chúng ta đi làm, đi chơi, đi công tác, đi du lịch. Đấy, cái này là chúng ta đi làm có thể là để được những cái điện thoại như thế này và những cái quyển sổ con như thế này. Đấy. Thì cái chất liệu này đấy nó bằng một cái vải hunter. Cái chất vải này đấy thì nói thật sự các anh chị, nó không ngấm mưa nước, bởi vì bên trong nó đã có một cái lần cô-lê-keo. Cho nên là các anh chị có gặp mưa hay gặp bất cứ những trở ngại nào về nước đều như thế là không ảnh hưởng gì. Đấy, về cái kỹ thuật thì đây, tôi nói thật sự trong đời tôi cũng đã kinh doanh rất nhiều năm, nhưng tôi thấy một cái ví, một cái xách tay nó rất là đẹp này, nó có cả những cái túi ngăn này đấy, để những cái đơn giản nhất bên ngoài đấy. Và cái dây nó chắc hay không thì các anh chị nhìn thấy cái dây này, cái khóa này nó làm cũng rất là đẹp. Mà cái dây sách thôi đã đẹp rồi, chứ chưa cần nói đến cái khóa, là chúng ta chỉ cần này. Và có thể chúng ta bỏ cái này ra, chúng ta đeo lên người rất là tuyệt vời. Đấy, đây là một những cái đường nét khóa này. Các anh chị nhìn kỹ này. Cái đường nét khóa này nó may, tôi nói thật sự với các anh chị, nó cực kỳ sắc nét. Đấy, kể cả những cái khóa này. Đấy, các anh chị nhá. Đây, tôi bỏ ra cho tất cả các anh chị xem. Đây là cái nó độn để cho nó phồng lên, nó đẹp. Thì tôi rút ra cái này, tôi nói thật sự nhất là những cái anh đi làm mà bất động sản hay là những cái ấy mà có thể cần giao dịch nhận tiền nong, thì tôi dám khẳng định cái này đút hàng tỷ bạc không vấn đề gì. Là đút những quyển sổ như này đấy. Đấy, thế thì cái ví bên ngoài đây, chúng ta muốn để được cái điện thoại đây này. Đấy, tôi dám khẳng định đây thể hai cái điện thoại thoải mái vô tư. Đấy. Thế nhá, đây là những hộp này là đựng quyển sổ, rồi đựng những cái quân tư trang nhỏ nhỏ khi sự cần thiết mình cần dùng để đi làm. Đấy. Và tôi nói khả năng với tất cả các anh chị nhé. Cái này thì chỉnh ra chỉnh vào thì rất là tuyệt vời rồi. Đây. Tôi nói thật sự, nếu mà để mà đẳng cấp hơn là một cái túi như thế này để cho chúng ta đi chơi. Các anh chị thấy có đẹp không? Rất đẹp, rất sang, rất chảnh. Còn gì để mà không phải suy nghĩ nữa này, chất liệu tôi dám khẳng định riêng các anh chị nhá, mà dùng một cái này thì tôi dám khẳng định với tất cả các anh chị khoảng độ 5 6 năm sau các anh chị cũng không không phải mất tiền mua tiếp. Đấy, đây là cái loại nhỏ, còn đây nó là cái loại to hơn. Đấy nhá, đây là loại to hơn, size to hơn. Size này nó xem là tôi thử kiểm tra xem là nó rộng rộng dài bao nhiêu, để cho tất cả cái chiều đáy này của nó là 20. Đấy. 20 cm, và cái chiều thành cao này của nó là 20 23 23, và cái chiều thành ngang của cái hộp này để tôi đo xem cái chiều này nó là cả cái thành 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 con này thì nó rơi vào 9 phần, 9 cm. Đấy, 9 cm thì nó rất là rộng để cho chúng ta đựng. Đây tôi mới chỉ gọi là mô phỏng và tôi để cho tất cả các anh chị để cảm nhận được một cái túi tuy nhỏ, nó tuy nhỏ nhưng mà nó lại đựng được nhiều, đúng không? Nó phồng ra, nó phồng ngang ngang, nó ngang ngang của một cái túi, nó may cái thành túi này, các anh chị nhìn này, nó đẹp như thế này. Đây cái khóa các anh chị, tôi để nó như này để các anh chị nhìn thấy đường đường nét cái túi, nó làm một cái đẳng cấp, phải nói là tuyệt vời. Khi chúng ta đi ngoại giao chỉ cần xách một cái túi nhỏ như thế này, nó cũng đã lên một cái đẳng cấp cho các anh rồi, các anh nhá.
Đấy, cho nên này, người ta bảo là tiền nào thì của đấy cũng là đúng thôi. Đấy, tiền ít làm sao có được những cái túi như thế này. Đấy, nhưng ngược lại thì tôi nói thật sự với tất cả các anh, cái túi này của bên tôi dám khẳng định bán giá cực rẻ, không đắt. Đấy, các anh không tin cứ thử xem, ấn vào đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người và nhắn tin cho tôi xem là tôi trả lời. Bởi vì là nói thật sự này, nhiều người cứ bảo tại sao mà anh lại không nhắn giá lên đây, thì nói thật sự là nó mất đi cái sự tương tác anh ạ. Nhiều lúc tôi cũng muốn lắm để cho tất cả các anh chị biết được, nhưng mà cái sự tương tác nó không có, đâm ra là buộc tôi phải để ẩn một cái đấy, vì là cái này nó gần như là quy định, cũng như bên TikTok vậy, người ta cấm số điện thoại vậy. Cho nên là các anh chị lưu ý, đấy là một cái túi nhỏ nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này ra và tôi sẽ tiếp tục xem cái túi to nó có một cái gì hơn không. Cái này tôi nói các bác nghe là đựng rất nhiều điện thoại đấy, đựng rất là nhiều thứ, và cái này các bác nào mà đi giao dịch tiền nong thì đựng khối, còn nếu bác nào muốn để mà sử dụng cái túi nó to hơn thì đây, cái size này nó cùng một chất liệu nhá. Thì cái tôi lại đo cái đường này của nó dài, như chiều ngang này là 23,5 đấy, và cái chiều này tôi đo nó là 28 cm đấy, thì vậy thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều đấy. Đây tôi sẽ rút cái dây này ra đấy, cho tất cả các anh chị xem, và chúng ta đi sâu vào cái kỹ thuật này. Các anh chị nhìn thấy cái kỹ thuật của cái túi to đẹp không? Đấy, tôi dám khẳng định với tất cả các anh chị, không đẹp tôi không lấy tiền. Đấy, cho tất cả các anh chị test thử ở nhà. Đấy, ưng ý thì nhận mà không ý trả lại cho shop nhá. Đấy, và nó cũng y xì như nhau, nó cũng có một cái vách ngăn như thế này. Vì là cái này nó cũng giống như cái kia, nó chỉ to hơn và bé hơn thôi. Đây. Đấy nhá. Cái này là nam châm nhá. Nam châm hút nhá. Nam châm hút chỉ cần đại là nó mút lại đấy, đấy nó mút lại, nó rất là chặt, phải vậy mạnh nó mới lên. Thế và bây giờ ta lại cũng cho kiểm tra xem bên trong. Cái này nó rộng lắm, tôi nói thật sự các anh chị là cái này nó cực kỳ là rộng đấy. Đựng cái này thì tôi dám khẳng định các anh chị đựng rất là nhiều đấy. Tôi nôi mỗi giấy ở trong ra để độn lên cho nó phòng, nó lượng như này thì các anh chị đựng hàng hàng bao tiền cũng được nhá. Là đấy, đây này các anh chị thấy không? Đấy, tôi nói thật sự như nút kể cả đến mấy cái quyển như thế này cũng được đấy, thì các anh chị biết là cái độ bền của nó. Và bên trong này nhá, đây vào bên trong này các anh chị nhớ là trong này nó có cả những cái chỗ túi nhỏ nhỏ này đấy, cái túi nhỏ nhỏ này, và cái khóa chống chống, thí dụ như là các anh chị muốn để một ít cái giá trị, thí dụ như là cái gì nhỏ nhỏ mà nó có giá trị ở đây đấy, thì nó vẫn có cái khóa bên trong nhỏ này đấy, cái nào cũng có nhá. Đấy, rất là chất lượng đấy. Thì anh chị nào mà muốn được tư vấn đấy, muốn được sản phẩm này đến tay, thì nhớ là kết bạn Zalo để tôi sẽ chụp sản phẩm và tôi gửi lại cho tất cả các anh các chị nhá. Nhanh tay lên, số lượng không có nhiều, bởi vì là tôi nói thật sự là cái này thì chúng tôi có rất ít, chỉ có một vài chiếc thôi để bán, để cho nó thêm những cái chi phí thôi, chứ thực ra là chúng tôi không chuyên ngành cái này, chúng tôi chỉ gọi là có chủ yếu là ngành giày và ngành dép đấy. Cho nên là hôm nay thì tôi thấy nó rất là đẹp và chất lượng, thì tôi cũng có nói thật sự các anh chị có nhập về để bán thêm đấy, vì vì là mình hiểu về chất lượng mà, mình hiểu về kỹ thuật, mình hiểu về chất liệu, cho nên là mình bán thêm cho tất cả các anh chị, và tôi cũng có trách nhiệm bảo hành khi tôi đã bán cho tất cả các anh chị sản phẩm này. Nếu bất cứ lỗi một chỗ nào, các anh chị có quyền gửi lại trả cho tôi mà không mất bất kỳ một loại chi phí nào đấy. Trước khi đến thì các anh chị nhớ là nó bảo anh ship mở ra cho tôi xem, đúng không, tôi kiểm tra từng đường kim mũi chỉ xong ưng ý rồi thì các anh chị mới phải thanh toán. Còn nếu như các anh chị không ưng ý mà các anh chị bắt được một cái lỗi, ví dụ như lỗi chỗ này bị đường máy không đẹp hay là sổ chỉ hay nọ kia, thì các anh chị nhớ là
chụp luôn cái sản phẩm đó, cái chỗ nỗi đó và gửi luôn cái Zalo. Bởi vì tại sao mà trước tiên tôi giới thiệu cho tất cả các anh chị, tôi cứ hay bảo các anh chị là phải kết bạn Zalo. Kết bạn Zalo nó có một cái hay này này. Trước khi các anh chị muốn mua cái gì hay muốn hỏi cái gì thì đều nó, thứ nhất là nó có hình ảnh để gửi lại cho tất cả các anh chị xem, đúng không? Thí dụ anh chị muốn hỏi là tôi muốn mua một cái túi nhỏ thì kiểu gì tôi cũng gửi cho tất cả các anh chị một cái túi nhỏ, một cái hình ảnh túi nhỏ, có phải anh chị muốn dùng túi này không, đúng không? Đấy là một cái điều đầu tiên. Hoặc là các anh chị muốn dùng túi to thì tôi kiểu gì tôi cũng gửi cho các anh chị một cái túi to đấy, để các anh chị tham khảo giá, nếu ưng cái nào thì chốt cái đấy. Đấy, sau này khi mà tôi gửi hàng hay là các anh chị quyết định rồi, thí dụ các anh chị bảo muốn lấy cái túi to thì tôi sẽ lại gửi một cái túi to và tôi ghi là chốt túi to, đúng không? Thì cái túi to thì tí nữa tôi sẽ làm một cái đường link là cái đường dài này bao nhiêu, đường cao bao nhiêu thì tôi sẽ ghi sang bên Thành để sau này cho tất cả các anh chị về đỡ phải áy náy là quay lên thì to mà gửi đi thì lại số bé. Đấy, tôi nói thật sự đấy, cho nên là sợ cái tình trạng quay hàng đẹp và bán hàng xấu nữa. Cái quay hàng đẹp nhưng bán hàng xấu thì tôi thấy đầy cái trường hợp đấy. Quay lên giới thiệu một đằng nhưng ship đến cho người ta thì lại không lại bé tí tí. Đấy, quay rất to, rất đẹp, rất lộng lẫy nhưng đến lúc đến tay cái người tiêu dùng thì nó không ra cái gì. Đấy, tôi sẽ làm những cái cách để cho tất cả các anh chị. Thứ nhất là bên này là chiều này nó là bao nhiêu cm này, chiều này nó là bao nhiêu cm này, tôi ghi ở dưới đấy để cho tất cả các anh chị hiểu là cái túi đấy kích thước nó như thế và cái quyền kiểm tra của các anh chị, định kiểm tra tại nhà ưng ý thì các anh chị nhận mà không ưng ý trả lại. Đấy, cho nên là chất lượng tôi dám cam đoan các anh chị dùng cái này thì biết là Thức Hoài sẽ là một người uy tín như thế nào và đến tay các anh chị sẽ biết. Vì tôi là con người kỹ tính và cầu toàn, tôi muốn xây dựng được một cái thương hiệu thì tôi phải làm cho tất cả các anh chị những cái sản phẩm tinh túy và chất lượng và đẹp tôi mới bán, còn không đẹp đừng hòng tôi bán. Rồi các anh chị nhớ nhá, nhớ là thế này, khi mua sản phẩm thì tiền nào của đấy, tiền ít không bao giờ có thịt ngon, nhưng tôi dám khẳng định giá của bên tôi bán cực kỳ cạnh tranh, giá cực kỳ mềm mại mà chất lượng thì đạt theo yêu cầu của khách hàng đấy nhá. Thì thôi thì đến đây thì video cũng dài và tôi cũng không quên xin gửi lời chúc tất cả các anh chị em theo dõi kênh của Nguyễn Thức VT và những người đã cho lời bình luận một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Đấy, nhớ đừng quên chia sẻ cho mọi người, nhớ đừng quên bấm vào chỗ đăng ký kênh ở bên dưới và cho mình một lời bình luận nhá. Rồi, xin chào.